Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng biểu dương 88 gương sáng đời thường và 24 mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư năm 2018. Các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Để giảm bớt nỗi đau tai nạn giao thông. Kim ngạch xuất khẩu nông sản tại nhiều thị trường sụt giảm. Đất chuẩn bị cho kịch bản không có thỏa thuận Brexit. Đà Lạt làm gì để giữ vững thành phố bền vững môi trường? Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn kết lại đoàn kết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 11, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2018. Cách đây tròn 88 năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Suốt 88 năm qua, với mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã góp phần khẳng định và tô thắm thêm truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Và ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18 tháng 11 hàng năm trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc. Nhân sự kiện này, tối ngày hôm qua 17 tháng 11, tại thành phố Bảo Lộc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng đã tổ chức lễ tôn vinh gương sáng đời thường trong các tầng lớp nhân dân tại Lâm Đồng lần thứ nhất giai đoạn 2014-2018. Đến dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng với lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở ngành toàn tỉnh, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2018. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng nhấn mạnh vai trò của những gương sáng người tốt, việc tốt giữa đời thường trong việc động viên cổ vũ, làm lan tỏa cái đẹp cũng như củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là những điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những người thầm lặng có những hành động, việc làm thiết thực trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, nghiên cứu khoa học, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tuy mỗi người có độ tuổi, công việc khác nhau, nhưng trong tim ai cũng đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, hết lòng với công việc, mình vì mọi người, vì lợi ích phát triển chung của cộng đồng. Các đại biểu đã thật sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt việc tốt, góp phần giữ gìn phát huy truyền thống, văn hóa, đạo đức tốt đẹp, xây dựng cộng đồng, địa phương ngày càng phát triển, xứng đáng để tô thắm thêm rừng hoa đại đoàn kết dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có trên 7,7 ngàn gương người tốt việc tốt đã được mặt trận các cấp tỉnh Lâm Đồng biểu dương và tôn vinh. Trong số đó, các gương được biểu dương toàn tỉnh gồm 88 gương, tập trung vào các lĩnh vực như 17 gương sáng tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế là cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi, có nhiều đổi mới, cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Có 15 cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều giải pháp, sáng kiến, sản phẩm đột phá, mang lại hiệu quả cao. 23 tấm gương trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ nhân đạo từ thiện. 3 tấm gương
trên lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảm hóa, giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, ba gương trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, với 21 mô hình khu dân cư tự quản trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bình chọn. Mặt trận Tổ quốc các cấp, ban công tác mặt trận các khu dân cư, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp và hệ thống chính trị tại các địa phương cơ sở, khu dân cư hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia thực hiện các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm. Góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Được dân bình chọn rồi được nhà nước tôn vinh thì chúng tôi cảm thấy nó quá là vinh dự. Tôi tiếp tục tức là sẽ tổ chức sẽ lan rộng lớn hơn để đạt được cái thành tích cao nhất với tỉnh. Tôi thấy hôm nay cái buổi vinh danh người tốt, việc tốt, đấy là những cái gương điển hình của trong xã hội, đó là những cái người làm kinh tế giỏi, những người tham gia cách mạng và bảo tồn văn hóa, thì tôi thấy đây là một cái buổi vinh danh rất là ý nghĩa và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Tham dự buổi lễ tôn vinh những tấm gương sáng đời thường năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của những gương người tốt việc tốt và những khu dân cư tự quản tại tỉnh Lâm Đồng. Họ không những đóng góp công sức mình vào việc xây dựng quê hương đất nước mà còn làm lan tỏa, lay động, thuyết phục và động viên các tập thể cá nhân và cộng đồng dân cư, nêu gương cho thế hệ trẻ và để lại những hình ảnh sâu sắc. Từ kết quả của lễ tôn vinh đầu tiên này, Trưởng ban dân vận Trung ương mong muốn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để phong trào ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Phụ nữ cũng có bằng những công việc của mình. Từ lễ tôn vinh đầu tiên này, tôi mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, tuyên truyền vận động để chúng ta có thêm nhiều tấm gương sáng cho cuộc sống. Sao cho phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động sẽ có thêm sức sống vững bền từ những tấm gương tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, sao cho mỗi một hình ảnh đẹp sẽ kết tinh bền chặt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, rất mong các đồng chí lãnh đạo sẽ quan tâm hỗ trợ để các bác, các anh chị đã được tôn vinh tiếp tục phát huy, nhân rộng được những việc làm của mình để xã hội chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Đó là tài sản, tinh thần quý giá mà chúng ta để lại cho thế hệ mai sau. Trong lễ tôn vinh, 88 gương sáng đời thường cấp tỉnh được tặng bằng khen và tôn vinh, 24 mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư của tỉnh trên các lĩnh vực năm 2018 cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công nhận. Năm 2018, Mặt trận thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Sáng xanh sạch đẹp năm 2018. Tiếp tục hưởng ứng chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo, phát huy tinh thần đoàn kết, nhường cơm, sẻ áo. Các mạnh thường quân cũng đã đóng góp 11,1 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh để trao tặng cho những gia đình còn khó khăn tại Lâm Đồng. Các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Để giảm bớt nỗi đau tai nạn giao thông, là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt đã tổ chức kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo thành phố Đà Lạt, nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và Ban giám hiệu, cựu học sinh nhà trường qua các thời kỳ đã tham dự buổi lễ. Thay mặt Hội đồng Sư phạm trường, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt, đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của trường suốt 25 năm qua. Tiền thân ngôi trường mang tên Thăng Long vào năm 1975 và đến năm 1993 chính thức mang tên Trường Trung học Phổ thông chuyên.
Đây là một chặng đường nỗ lực phấn đấu của tập thể sư phạm thầy và trò để các thế hệ sau tiếp nối, gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngôi trường được xem là cánh chim đầu đàn trong ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng. Điểm qua một số thành tích nổi bật của trường như số lượng học sinh đạt thành tích cao của trường năm sau cao hơn năm trước, cuộc thi học sinh giỏi quốc gia luôn nằm trong top dẫn đầu cả nước, các kỳ thi cấp khu vực và quốc tế luôn có những gương mặt đạt giải cao. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo học sinh giỏi bộ môn, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hàng năm trường triển khai nhiều hoạt động giáo dục mới nhằm giúp học sinh phát huy năng khiếu, hình thành những kỹ năng cần thiết. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Nhiều thầy cô là tiến sĩ, thạc sĩ, trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người. Hòa cùng niềm vui chung của trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phan Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tập thể thầy và trò trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt đã đạt được suốt 25 năm qua. Đồng thời, ông cũng mong rằng mỗi thầy cô giáo luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi để nâng cao kiến thức, cải tiến phương pháp giảng dạy, tiếp cận thực tiễn, là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Mong các em học sinh rèn luyện đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, có quyết tâm học tập tốt. Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho tập thể trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt và 5 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng phát triển trường giai đoạn 1993-2018. Tặng bằng khen cho 4 giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo dạy học năm học 2017-2018. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng tặng bằng khen cho 7 giáo viên tiêu biểu có những đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng tặng giấy khen cho 10 giáo viên. Ngoài ra, nhóm cựu học sinh Thăng Long Foundation cũng được trao 9 suất học bổng mỗi suất 5 triệu đồng. Ngân hàng BIDV và công ty Trung Thái trao 8 suất học bổng mỗi suất trị giá 4,5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sáng ngày 18 tháng 11, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi đã tổ chức buổi gặp mặt, sinh hoạt truyền thống nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, với sự tham gia của hơn 100 giáo viên, nguyên cán bộ cùng học sinh, phụ huynh, có con em đang tham gia học các lớp năng khiếu tại nhà thiếu nhi. Với chức năng là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, những năm qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi đã làm tốt nhiệm vụ tạo ra một sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi và đáp ứng mọi điều kiện cho các bạn nhỏ được học tập, phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Song song với công tác giáo dục đào tạo các bộ môn năng khiếu, hàng năm, nhà thiếu nhi còn thường xuyên phối hợp với các ngành như tỉnh đoàn, phòng giáo dục đào tạo, trung tâm văn hóa thể thao, tổ chức nhiều phong trào, chương trình, thu hút được nhiều em tham gia. Cũng nhân dịp này, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng đã trao lẵng hoa tươi thắm tới quý thầy cô nhằm tri ân đội ngũ giáo viên, cộng tác viên đã gắn bó với nhà thiếu nhi trong thời gian qua. Hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và Ngày Người khuyết tật quốc tế 3 tháng 12, chiều ngày 17 tháng 11, khối thi đua các sở ban ngành quản lý nhà nước về văn hóa xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm trường Thiểu năng Hoa Phong Lan Đà Lạt và trường Khiếm thính Lâm Đồng. Qua đó, đoàn công tác đã trao phần quà với tổng trị giá 16 triệu đồng tiền mặt cho hai nhà trường để nhà trường có thêm kinh phí mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ dạy học cho các em. Đoàn cũng mang theo nhiều quần áo, vận động quyên góp và sách vở dụng cụ học tập cho các em nhỏ kém may mắn. Được biết, hiện nay trường Thiểu năng Hoa Phong Lan và trường Khiếm thính Lâm Đồng có tổng số hơn 250 học sinh. Dưới sự dìu dắt của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, hai ngôi trường của trẻ em kém may mắn này thực sự đã ngày càng khẳng định được mô hình giáo dục đặc biệt với phương pháp giáo dục và trị liệu hiệu quả. Trên lĩnh vực trật tự giao thông đường bộ, tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong đời sống hàng ngày của toàn xã hội. Hậu quả tai nạn giao thông không chỉ khiến người bị nạn trả giá bằng sức khỏe hay sinh mạng, mà còn gây ra những thảm cảnh đau lòng với những người ở lại, người thân trong gia đình, đồng thời gây thiệt hại rất lớn cho xã hội trong việc khắc phục hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Thực tế này đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ vì sự an toàn của chính mình và người khác. Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018, một lần nữa cảnh báo về những mất mát, thiệt hại mà từng gia đình, cộng đồng xã hội phải gánh chịu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của toàn xã hội. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vào những ngày đầu tháng 11 này, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan, ngụ ở số 2 đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, thành phố Đà Lạt. Trên bàn thờ còn nghi ngút khói hương,
người chồng của chị đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông vào trung tuần tháng 10 năm 2018. Nỗi đau vĩnh viễn mất đi trụ cột chính của gia đình không gì bù đắp được đối với người phụ nữ này. Vấn đề tai nạn giao thông xảy ra thì bất ngờ, không ai muốn hết. Nhưng mà cái việc đó quá đột ngột, quá bất ngờ luôn. Thì thôi giờ thì cũng việc là lỡ rồi thì cũng không ai muốn hết. Thôi giờ cũng mình cũng mong là cho cái tình trạng giao thông là nó càng ngày nó phải càng giống học hỏi cái việc cái điều giao thông á, luật giao thông mà nó an toàn hơn. Tai nạn giao thông xảy ra, dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan, thì nỗi đau mất người, mất của, mất đi những trụ cột trong nhiều gia đình, con cái không còn cha mẹ là những nỗi đau luôn còn đó với người ở lại. Và cuộc sống của họ vẫn luôn thường trực nỗi ám ảnh, không chỉ bởi đau thương, mất mát, mà còn là cảm giác đối diện với ký ức kinh hoàng. Mẹ em mất đi đó là một nỗi đau. Thì em cũng mong là những người tham gia giao thông, những ai tham gia giao thông, mình phải đi theo đúng quy định của pháp luật và chạy bằng với lương tâm của mình, chứ không phải bất chấp. Câu chuyện của những người ở lại như gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan hay của chị Lê Thị Lan chỉ là một trong số những câu chuyện thương tâm đều cùng chung một nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại Việt Nam, trong 10 tháng năm 2018, cả nước đã có hơn 6.800 người tử vong. Trung bình mỗi ngày có 24 người ra khỏi nhà và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Thiệt hại về sức khỏe và sinh mạng do tai nạn giao thông không có gì so sánh và bù đắp được. Tại tỉnh Lâm Đồng, tình hình tai nạn giao thông chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trong 10 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 178 vụ, làm chết 115 người và 117 người khác bị thương. So với cùng kỳ tăng 11 vụ, giảm 10 người chết, nhưng số người bị thương lại tăng đến 26 người. Dù tai nạn giao thông đã đi qua, nhưng đó luôn là nỗi đau đè nặng đối với người ở lại. Đối với từng gia đình, người thân của họ, đó là sự mất mát không gì bù đắp được khi phải vĩnh viễn mất đi người thân yêu. Mong muốn là các đơn vị chức năng thì cũng nên chấn chỉnh và quan sát kỹ hoặc tuần tra cho nó chặt chẽ để các cái lái xe không còn có những cái hành động mà lái xe coi thường cái những cái luật lệ giao thông, mà khi mà đã coi thường thì sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Mà chính tôi ở đây tôi thấy là đến giờ chiều mà xe xuống thì tốc độ cái đường ở đây nếu mà giới hạn thì chạy 50-40 nhưng mà thực ra là chạy 70-80 cây số, nhưng mà cái cơ quan chức năng thì đâu có đủ để mà giám sát hết ở đây. Nếu có điều kiện mà đặt cái camera ngay ở đường mà ngăn chặn bớt thì may ra thì giảm được cái tai nạn giao thông. Đến với những gia đình này thì chúng ta mới nhận thức một cái điều thêm, đó là những cái tai nạn giao thông là thật là thảm khốc và để lại cái hậu quả rất là nặng nề cho xã hội và cho gia đình. Thì qua cái đợt viếng thăm này thì chúng tôi thấy là cũng nên cảnh báo cho cộng đồng, cho người tham gia giao thông là phải nói là cái ý thức của người tham gia giao thông rất là quan trọng. Qua đó thì chúng ta tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, cho doanh nghiệp vận tải và cho những người tham gia giao thông là ý thức về chấp hành luật giao thông tốt hơn. Đặc biệt là cái việc là phải giảm cái tình trạng là dùng rượu bia khi tham gia giao thông, cũng như là vi phạm làn đường, phần đường, gây những tai nạn thảm khốc. Chúng tôi thì cái giải pháp của Ban An toàn Giao thông từ nay đến cuối năm thì cũng cố gắng là duy trì đạt cái mục tiêu mà tỉnh đã đề ra là giảm cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên. Muốn vậy thì cái công tác tuyên truyền là đến đối tượng tham gia giao thông là một cái biện pháp hết sức đặc biệt. Tuy nhiên thì vừa rồi sơ kết 9 tháng và chúng tôi cũng đề xuất là chúng ta tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý. Và đặc biệt là xử lý các đối tượng mà cố tình vi phạm về tai nạn giao thông. Và qua đó thì cũng là tạo nên cái ý thức của người tham gia giao thông một cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tai nạn giao thông phần lớn gắn liền với ý thức của con người. Chính vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền luật giao thông thì việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong xã hội gắn liền với các hành vi tham gia giao thông nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của những người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân mình là điều cần thiết. Từ việc phát huy tinh thần tích cực, tự giác, nêu cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành tốt luật giao thông đường bộ không chỉ là hành động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, mà còn là yếu tố quan trọng để không có nhiều người phải mang trên mình di chứng và những nỗi đau mất mát do tai nạn giao thông gây ra. Vào khoảng 13 giờ ngày hôm qua,
trên tỉnh lộ 725 tại khu vực khúc cua nhà thờ Tân Rai thuộc tổ dân phố 15 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo chở alumin. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 50LD09403, chưa rõ danh tính tài xế, kéo theo rơ móc mang biến số 50R01910, chở hơn 40 tấn alumin đang lưu thông trên tỉnh lộ 725 theo hướng từ nhà máy bô xít Tân Rai ra quốc lộ 20 với tốc độ cao. Khi đến khúc cua tại nhà thờ Tân Rai, thị trấn Lộc Thắng thì lấn hoàn toàn qua phần đường bên trái rồi lật nhào. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Phùng Thị Hồng Nga, 18 tuổi, điều khiển xe gắn máy mang biển số 49H135842 theo hướng ngược chiều, đi thấy xe alumin đang lật nghiêng thì chị Nga đã dừng xe kịp thời ngay sát phần đầu xe đầu kéo nên may mắn thoát chết trong gang tấc. Vụ tai nạn khiến tài xế xe đầu kéo bị gãy tay và được người dân đập cửa cabin đưa đi cấp cứu. Phần đầu của xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Vụ lật xe còn khiến hàng chục tấn alumin đổ tràn ra đường, làm giao thông trên tỉnh lộ 725 bị ách tắc. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực điều tiết giao thông và triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn. Được biết hiện trường vụ tai nạn là khúc cua gấp và dốc, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đây là vụ lật xe chở alumin thứ hai tại cùng một địa điểm. Đến 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng giải phóng hiện trường và thông xe hoàn toàn. Hiện nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Ngày 17 tháng 11, tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Tổ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chung kết và trao giải thưởng cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và mô hình khởi nghiệp sáng tạo lần thứ nhất năm 2018. Với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, các tác giả trẻ có dự án khởi nghiệp, các bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp. Sau hơn 5 tháng phát động và triển khai trên toàn tỉnh, từ hơn 50 ý tưởng mô hình dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc tham dự chung kết đại diện cho tinh thần năng động, sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp của các bạn trẻ. Tại cuộc thi, các thí sinh tham gia các phần thi thuyết trình về ý tưởng và trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đánh giá nguồn lực, quản lý tài chính. Kết quả ý tưởng dự án thiết kế máy lọc nước biển thông minh dựa trên công nghệ màng lọc MD cho ngư dân biển của nhóm tác giả sinh viên khoa môi trường tài nguyên trường Đại học Đà Lạt đã đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về ý tưởng khởi nghiệp từ lá trà xanh của tác giả Nguyễn Ngọc Chi Hưng, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc. Ý tưởng khởi nghiệp từ dự án làng cờ ho của chàng trai cờ Brock ở Gùng Ré, huyện Di Linh giành giải bạc. Với các ý tưởng được giải, ban tổ chức sẽ hỗ trợ kinh phí cũng như kêu gọi các nhà đầu tư để các ý tưởng khởi nghiệp của các bạn trẻ sớm được triển khai. Sáng ngày 18 tháng 11, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường 10, thành phố Đà Lạt phối hợp với Đoàn Cụm thi đua số 1, khối công nhân viên chức lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức chương trình phiên tòa giả định tuyên truyền về tác hại và công tác phòng chống ma túy trong đoàn viên thanh niên. Theo đó, trên 200 đoàn viên của đơn vị đoàn đã được tham dự phiên tòa giả định xét xử vụ án sơ thẩm liên quan đến tội tàn trữ trái phép chất ma túy đối với các đối tượng vi phạm trong độ tuổi vị thành niên. Trên cơ sở nội dung của phiên tòa, các ngành chức năng liên quan sẽ tập trung đánh giá, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm đối với loại tội phạm này, đồng thời đưa ra các quy định chế tài xử phạt đối với các trường hợp tàn trữ, buôn bán trái phép các chất ma túy. Thông qua phiên tòa giả định tuyên truyền về tác hại và công tác phòng chống ma túy, không chỉ là dịp để đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức về tác hại của ma túy, mà còn từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước và thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông sản tại nhiều thị trường sụt giảm. Đức chuẩn bị cho kịch bản không có thỏa thuận Brexit. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam từ các thị trường quan trọng như Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ đều bị sụt giảm trong 10 tháng qua. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 10 đầu năm 2018, xuất khẩu nhóm hàng nông sản đạt 1,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng lên 15,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,75% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu nông sản có dấu hiệu sụt giảm ở một loạt thị trường lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, EU và Hoa Kỳ. Cụ thể, tính đến cuối tháng 10 năm 2018, xuất khẩu nhóm hàng nông sản sang Trung Quốc giảm 1,2%, sang EU giảm 7,6%, sang Hoa Kỳ giảm 4,1%. Việt Nam sản xuất thành công vaccine lở mồm long móng. Thông tin này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố tại Hà Nội.
Theo tính toán của các chuyên gia, những năm qua Việt Nam phải chi cho việc nhập khẩu vaccine lên tới 20 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Việc phải nhập khẩu 100% vaccine không chỉ tiêu tốn ngân sách, mà nhiều loại vaccine thiếu tương đồng về kháng nguyên với chủng virus lở mồm long móng tại Việt Nam dẫn đến hiệu lực phòng bệnh không cao. Ngoài ra, theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành chăn nuôi đến nay chưa có đóng góp gì vào con số 36 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu nông sản mỗi năm là bởi các nước dựng hàng rào kỹ thuật với những quốc gia còn bệnh lở mồm long móng trên gia súc. Vì vậy, thành công trong việc sản xuất vaccine lở mồm long móng giúp tiết kiệm ngân sách hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm và mở ra kỳ vọng cho xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi. Cùng với việc sản xuất thành công vaccine lở mồm long móng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chính thức chuyển giao chủng virus này tiếp A để sản xuất vaccine thương mại. Cà phê là cây trồng chủ lực và tỉnh luôn quan tâm phát triển vùng trồng, chế biến cà phê, phù hợp với xu hướng thế giới. Đây là chủ trương của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển cây cà phê. Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung nâng cao giá trị của cà phê, đặc biệt là cà phê đặc sản, đồng thời kiến nghị các bộ ngành trung ương cùng tham gia gỡ khó cho xuất khẩu ngành hàng cà phê. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Đắk Lắk đã được xuất khẩu đến 62 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, dưới dạng chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Hiện nay tỉnh cũng đang xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột vào thị trường EU. Dự kiến niên vụ 2018-2019, diện tích cà phê trong tỉnh khoảng 204.580 ha, giảm 231 ha so với niên vụ trước. Năng suất ước đạt 24,4 tạ trên 1 ha, tổng sản lượng khoảng 464.175 tấn. Quan điểm của tỉnh Đắk Lắk là không tăng diện tích cà phê ngoài quy hoạch mà tập trung tái canh cà phê theo kế hoạch, áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển cà phê bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang khuyến khích các tổ chức cá nhân đẩy nhanh kế hoạch tái canh cà phê, sử dụng các giống cà phê mới cho năng suất chất lượng cao, xây dựng chuỗi liên kết giữa 4 nhà nhằm đưa ngành sản xuất cà phê đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, tăng cường xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư lớn tham gia vào các dự án chế biến cà phê chuyên sâu. Liên quan tới quá trình Anh rời EU hay còn gọi là Brexit, Bộ Tài chính Đức cho biết nước này đã chuẩn bị cho khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU mà không có được bất cứ một thỏa thuận nào. Song nhấn mạnh Berlin sẽ làm mọi thứ có thể để tránh nguy cơ này. Trong thông báo, Bộ Tài chính Đức bày tỏ hy vọng dự thảo thỏa thuận đạt được mới đây giữa Anh và EU sẽ được phê chuẩn. Ngoài ra, Bộ Tài chính Đức cũng cho hay nước này đã tiến gần tới việc xây dựng một giải pháp cho ngân sách của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, đồng thời hy vọng giải pháp này sẽ được các nước khác chấp thuận. Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho biết vẫn có khả năng Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, ông Fox bày tỏ tin tưởng vào Thủ tướng Anh Theresa May và cho rằng điều nước Anh cần bây giờ là sự ổn định. Nghị viện châu Âu đã thông qua luật giới hạn cước phí điện thoại, tin nhắn tại các nước thành viên và thiết lập hệ thống cảnh báo chung trong các trường hợp xảy ra thảm họa, thiên tai hay tấn công khủng bố. Theo luật mới, các công ty viễn thông sẽ không được phép áp cước phí điện thoại cao hơn 19 eurocent mỗi phút và 6 eurocent mỗi tin nhắn. Dự luật này sẽ được đưa về bỏ phiếu tại mỗi quốc gia trước khi chính thức có hiệu lực dự kiến vào giữa tháng 3 năm sau. Với quy định trần cước phí mới, Nghị viện châu Âu cho rằng sẽ không còn tình trạng phát sinh cước phí với những cuộc gọi và tin nhắn trong liên minh. Luật mới cũng kêu gọi các quốc gia thành viên trong vòng 42 tháng thiết lập một hệ thống cảnh báo khẩn cấp bằng tin nhắn hoặc ứng dụng điện thoại tới những người dân ở gần khu vực xảy ra thảm họa thiên nhiên hay tấn công khủng bố. Hệ thống này sẽ gửi đi các tin nhắn cảnh báo với hướng dẫn cụ thể tới tất cả các điện thoại di động trong khu vực địa lý chịu ảnh hưởng của các tình huống khẩn cấp. Một cuộc khảo sát gần đây ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho thấy, cứ 10 bà nội trợ thì có một người cảm thấy khó tiêu, buồn nôn sau khi ăn các sản phẩm có thành phần của bột mì đã qua chế biến. Để ngăn chặn các triệu chứng trên, các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc đã phát triển giống lúa mì không gây dị ứng đầu tiên trên thế giới, có tên là Ofri. Ofri được tạo ra bằng cách lai tạo giống lúa mì cơm cang truyền thống với giống lúa Oregumi có năng suất cao và thân cây cứng cáp hơn. Trong các thế hệ kế tiếp, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các chất gây dị ứng và các chất gây bệnh loét dạ dày, một dạng không dung nạp gluten, đã hoàn toàn biến mất. Thị trường thực phẩm không chứa các chất gây dị ứng trên toàn cầu được dự đoán sẽ vượt 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Để chuẩn bị đưa giống lúa mì Ofri ra thị trường, Ban Quản lý Phát triển Cây trồng Hàn Quốc đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và châu Âu. Cảng hàng không quốc tế Moi tại thủ đô Mombasa của Kenya đã trở thành sân bay đầu tiên tại khu vực Đông Phi được vận hành hoàn toàn bằng hệ thống điện mặt trời.
Dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2019. Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống pin mặt trời mỗi năm sẽ cung cấp lượng điện tương đương 820.000 kWh để vận hành sân bay, đồng nghĩa với việc cắt giảm 1.300 tấn CO2 khí thải nếu nguồn năng lượng này lấy từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng than. Theo kế hoạch, hầu như toàn bộ thiết bị vận hành bằng điện tại sân bay sẽ sử dụng nguồn điện năng từ những tấm pin mặt trời như hệ thống chiếu sáng, điều hòa, cửa tự động, cầu thang máy, thang cuốn. Trước đó, năm 2016, sân bay George tại Nam Phi đã trở thành cảng hàng không đầu tiên tại châu Phi được vận hành bởi điện mặt trời. Đà Lạt làm gì để giữ vững thành phố bền vững môi trường? Là thông tin cuối của chương trình Thời sự tối nay. Tháng 9 năm 2017, Đà Lạt được xướng danh và trở thành đô thị thứ tư của Việt Nam, được công nhận là thành phố bền vững về môi trường ASEAN. Đó là bước nhảy trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới, đặt trong bối cảnh mối quan tâm chung về môi trường sống đang chịu tác động bởi biến đổi khí hậu. Thế nhưng, trước tình trạng ô nhiễm như hiện nay, Đà Lạt đang đứng trước nhiều thách thức để phát triển bền vững về môi trường. Mục theo dòng thời sự tuần này đề cập đến vấn đề Đà Lạt cần làm gì để giữ vững thành phố bền vững về môi trường. Sau nhiều năm được đặt trong nhóm tiềm năng để trở thành đô thị bền vững về môi trường, với những nỗ lực củng cố các dữ liệu môi trường sinh thái đô thị, môi trường sống, Đà Lạt chính thức gia nhập cộng đồng đô thị bền vững về môi trường của ASEAN khi bước vào tuổi 125 năm hình thành và phát triển, với dân số hiện đang cư trú hơn 223.000 người. Và thật vinh dự khi Đà Lạt là địa phương duy nhất đại diện cho cả nước nhận giải thưởng cao quý và ý nghĩa này. Những cái điều gì tốt đẹp mà mọi người khen về Đà Lạt cũng như cái đối với cô chú là cái niềm tự hào chung cho cả gia đình, cả bản thân cũng như là người dân ở đây. Đà Lạt được cái danh hiệu đó rất là xứng đáng, nhưng mà muốn duy trì thì phải ý thức của cái người Đà Lạt và du khách tới đây nữa. Bác cũng đã từng có mặt ở rất nhiều nơi trên thế giới, thì mình phải khẳng định là với cái vệ sinh môi trường ở đây đảm bảo tốt, chắc chắn khách nước ngoài đến sẽ hài lòng, chứ không nói là mình nữa. Bên cạnh hình ảnh văn minh, sạch đẹp kia, thì tại Đà Lạt, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những hình ảnh này đây. Thiên nhiên dường như chẳng còn ưu ái cho tiểu Paris giữa miền nhiệt đới, bởi khí hậu nơi đây đang nóng dần lên. Không khí vấy bẩn mùi hóa chất trên các cánh đồng sản xuất hoa màu. Rác thải là một thực trạng nhức nhối của toàn xã hội nói chung. Còn thiếu một vài người thiếu ý thức đó chị, nên là em thấy rác sau khi ăn xong mọi người xả rất là nhiều xung quanh mấy cái hàng quán á, làm rất ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Nó cũng có một phần tiêu cực ảnh hưởng đến em về thành phố Đà Lạt. Em nghĩ là mọi người nên có ý thức và tuyên truyền nhau nhiều hơn để có thể loại bỏ rác thải và giúp cộng đồng sạch hơn. Theo số liệu của ngành nông nghiệp thành phố Đà Lạt, hiện thành phố có trên 10.000 hecta đất gieo trồng. Điều này tương ứng với một lượng lớn rác thải nông nghiệp. Chỉ riêng bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm ở Đà Lạt đã thải ra không dưới 10 tấn. Dù trong thời gian qua, tình hình thu gom và vận chuyển rác thải tại Đà Lạt diễn ra tương đối tốt trong các khâu của quá trình xử lý rác thải. Nhưng do nhiều yếu tố, chủ yếu là nhân lực và phương tiện, nên việc thu gom vẫn còn chưa triệt để. Tuy nhiên, để thực hiện được cần thêm nhiều thời gian, bởi mấu chốt vẫn là phải tạo ý thức giữa môi trường sống của chính người dân Đà Lạt, chủ nhân của thành phố bền vững môi trường ASEAN này. Chính quyền phải cần quan tâm tới vấn đề tập trung bán hàng rong, những cửa hàng ăn uống, những cái affiche pano để hướng dẫn người dân và du khách biết bỏ rác tại đâu, không nên đạp lên thảm cỏ như thế nào. Và nhất là người dân địa phương phải là người ý thức đầu tiên trong vấn đề bảo vệ cái thành phố xanh sạch đẹp.
Phường 12 thì cả hệ thống chính trị đã tập trung tuyên truyền để vận động người dân xử lý rác là không bỏ rác thải nông nghiệp, rồi các vỉ xốp và hoặc là những cây tre sau sử dụng xuống suối, và yêu cầu là đề nghị dân xử lý là đốt tại chỗ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thường xuyên vận động nhân dân phát quang dòng chảy, không để rác thải xuống nghiệp, tuyên truyền vận động người dân không đổ rác thải xuống suối. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ quyết tâm triển khai thực hiện cái đề án của thành phố là nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng thí điểm mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, và đã triển khai bước đầu thì được nhân dân hưởng rất tốt. Nông nghiệp công nghệ cao và du lịch đang là hai nền kinh tế mũi nhọn của Đà Lạt. Nhưng làm thế nào để hài hòa giữa phát triển kinh tế và giảm áp lực lên môi trường đất và nước là thách thức đang được đặt ra cho các nhà quản lý của địa phương này. Đà Lạt chúng tôi thì có triển khai nhiều mô hình thí điểm về thu gom rác thải và xử lý cái rác thải là phế phẩm của nông nghiệp. Thứ hai là những chương trình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại một số cái điểm, một số vùng mà canh tác lớn. Vừa qua thì thành phố Đà Lạt cũng mới tổ chức một cái chương trình thí điểm là bảo vệ môi trường ở nguồn đầu nguồn thượng lưu hồ Xuân Hương. Chúng tôi có triển khai là chương trình là đổi rác thải lấy quà tặng. Thì chương trình này cũng đã được bà con nông dân cũng như là các em học sinh, sinh viên tham gia rất tích cực. Thì thành phố Đà Lạt cũng có một cái chủ trương là trồng cây phân tán trên toàn địa bàn thành phố, cũng như là trồng sen cây phân tán đối với một số khu vực mà được canh tác. Hiện nay đã xây dựng nhà kính nhà lưới, thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là trồng sen cây phân tán, cây bóng mát vào trong khu vực này để giảm thiểu cái tác động mà xấu từ cái việc mà canh tác từ nhà lưới và nhà kính. Đạt được danh hiệu thành phố bền vững môi trường ASEAN là một vinh dự cao quý, nhưng làm thế nào để duy trì và giữ vững danh hiệu đó là một quá trình đầy thử thách. Khi tiêu chuẩn của thành phố bền vững về môi trường đòi hỏi nơi chốn đó phải hội tụ điều kiện ba sạch: không khí, nước và đất, cùng những tiêu chuẩn về mặt xã hội khác. Thiết nghĩ để có thể tìm được lối ra cho tình trạng này, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Quan trọng nhất là ý thức của người dân. Nếu tiếp tục tái diễn, sẽ làm mất đi cảnh quan tự nhiên vốn có và nét đẹp ứng xử của con người. Mà mất đi hai điều quan trọng nhất chính là mất cả Đà Lạt, gốc tâm hồn xanh mát của đất nước Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.